Này, cách học vẽ nha các bạn. Học vẽ nét căn bản, cọ xéo. Okay.
đúng rồi, cho ba vẽ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Yeah. Ok, thank you. Yes. Ba ba tập vẽ cái nét dưới này nữa nè. Yeah, you got the little white specks on the yellow specks. You can paint that. Hmm. She can do that. Yes, I'm sure she can. Sure we can do that. They need. Yeah. So you make some look? Yes. I can say I studied with a world famous artist. But I had your shoe for lunch. Mine? No, Kim's shoe. Hey. Cành mai giống bông mà. À,
Cái bông đó phải đi. That end of the brush is called a stylus button. Yeah. Wow, đẹp quá. Nhưng mà mấy cái đo hoa đó rẻ, rẻ rất là lâu. Rẻ cực lâu luôn. Nhưng mà nó muốn mày rẻ. Dạ. Mouse. Xuống từ giữa hai cái này, cái này chồng lên nhau 10% thôi, hai cái chồng chồng nhau từ tâm này đi xuống, từ tâm này bắt đầu đi gạch xuống. Trái tim. Rồi bậy rồi đó, nghe thấy bậy rồi đó. A half and your wife do something wrong, right? Ball bag and she's gonna put a wiener on her. Look at your wife. Hey, my not that crooked. My not that crooked like your. Your mind is totally crooked. Oh boy, what happening? Ôi. Why vậy? Chị muốn chấm lần hai là chị chấm lại lần nữa, chứ đừng chấm này xong chấm qua kia là cái bi nó sẽ bị nhỏ. Oh my god. À, vậy con mèo hả? Mèo giống như mẫu của em. Very good, yes.